là một bộ phim dành cho ba nhân vật chính, ba soái ca 6 mét giống như lời đạo diễn đã từng chia sẻ. Vậy thì những nhân vật nữ của chúng ta liệu có sợ bị lép vế không ạ? Trong phim này em chỉ là một nữ phụ thôi, làm nền cho các anh nam thôi ạ. Em đừng nói vậy, nhân vật của em tác động rất lớn vào tâm lý nhân vật của anh mà em nói vậy. Anh là người bỏ rơi em mà. Trời ơi, trong phim này anh Vinh là một người đi chinh phục Quỳnh. Em có cảm giác như đàn ông thích đi chinh phục, khi mà chinh phục được rồi thì người ta lại buông lơi mình ấy ạ. Mà mới đầu là em là một cái cô gái mà thích được đàn ông theo đuổi nhiều hơn là mình đi theo đuổi người khác. Vì vậy mà khi em đóng cặp cùng với anh Vinh ấy, nhiều lúc em cũng bị sợ anh ý. Tuấn Khang bảo là đừng bao giờ lại gần anh, bởi vì anh chỉ mang để tổn thương cho phụ nữ thôi. Vẫn sắp vào. Vẫn nhưng sắp mà vào anh lại đến gần tới em mà. Thôi nói chung là ok, đàn ông luôn sai. Ok, coi như anh sai. Bản thân Quỳnh khi mà đóng cùng với anh Nhan Phúc Vinh, cô ấy cũng đã bị siêu lòng bởi cái vẻ đẹp soái ca của anh. Thế còn với chị Thúy An thì sao ạ? Nhân vật của chị, theo như Thụy Vân đã mường tượng sau 6 tập phim ấy, thì có vẻ như là có một chút gì đấy thiếu cảm thông đối với hậu phương của chị ạ. Cái nhân vật Thùy Dung này là một cô gái rất là mạnh mẽ, bởi vì cô là một người xông pha ra ngoài kia kiếm tiền, thì đôi khi cái cuộc sống ấy, nó cũng ảnh hưởng lên cái tính cách của cô ấy. Nên thực ra thì không phải là cô ấy không yêu thương chồng, không thông cảm cho chồng đâu, chỉ vì là cái tính cách của cô đôi khi mạnh mẽ quá và cô ấy hay bộp chộp, nóng tính quá, đôi lúc cũng nói ra những cái câu từ để làm cho chồng, làm khiến cho chồng bị tủi thân thôi, chứ thực ra trong lòng của cô rất yêu chồng ạ. Có phải không anh? Khi em nói thì đều làm anh khóc. Và mỗi một khi em lên giường là anh đều phải đi ngủ. Bởi vì ở trong bộ phim này thì Tuấn Tú chỉ có biết kháng cự thôi. Đàn ông thì hay khóc vào bên trong mà, thế cho nên là nhiều khi chúng tôi cũng thấy xấu hổ và cũng khóc ngược ở bên trong. Thì tôi nghĩ là cái bộ phim này nó cũng nói lên cái thực trạng nhất định về cái lứa tuổi ở trong bộ phim này, đó chính là lứa tuổi đàn ông U40. Và U40 thì nó sẽ xảy ra rất nhiều chuyện. Em không sợ à? Em có biết quả cặp đôi Kiên Châu không? Toang rồi. Một thoáng yêu thương, chào em cùng ngàn câu ca. Con hỏi ước mơ của mẹ thế nào? Đã quá lâu, chẳng còn ai hỏi mẹ như thế. Mong sao đó những điều